Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình S hôm nay phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đầu năm đi lễ chùa để cầu bình an là nét đẹp bao đời của người Việt. Nét đẹp này cũng là văn hóa đặc trưng của dân tộc được trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Tuy nhiên thực tế là việc đổ xô đến các điểm thờ tự đang mang tính phong trào và bị thực dụng hóa, khiến cho các điểm tâm linh bị quá tải. Và hệ quả là hàng loạt các vấn nạn xảy ra làm cho nét đẹp văn hóa đáng tự hào này bị biến tướng. Tại sao lại như vậy? Câu chuyện về lòng tham của con người có liên quan như thế nào? Làm sao để gìn giữ nét đẹp văn hóa, chấn chỉnh lại phong tục truyền thống này? Đây cũng chính là nội dung của S Tiêu Điểm ngày hôm nay. Hỗn loạn, tranh lộc tại lễ khai hội chùa Hương, cướp hoa tre, trầu cau tại hội gióng, tiền lẻ giải trắng mái chùa Đồng Nguyên Tử là những hình ảnh không đẹp ngay đầu mùa lễ hội năm nay. Chữ thụ lộc, xin lộc thực tế biến thành trần trụi là cướp, giật, vơ vét. Có thể nói, chưa bao giờ tình trạng đi lễ chùa đầu năm lại bát nháo và quá tải như nhiều năm gần đây. Tại sao lại như vậy? Câu chuyện về lòng tham của con người có liên quan như thế nào? Phải làm gì để giữ gìn nét văn hóa lễ chùa đầu năm? Thưa quý vị, những biến tướng của tục đi lễ đầu năm đã được nhắc đến từ lâu, và trong những ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017 thì thực trạng xấu xí đó lại tiếp tục diễn ra. Vậy làm thế nào để bảo tồn và phát huy được những giá trị tốt đẹp có trong phong tục truyền thống lâu đời của dân tộc? Chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Yên, Trưởng phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng Lễ hội, Viện Nghiên cứu Văn hóa. Xin chào MC Hải Linh và xin chào quý vị khán giả VOV. Rất cảm ơn bà đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, có lẽ chưa bao giờ tình trạng đi lễ đầu năm lại diễn ra bát nháo và quá tải như hiện nay. Chỉ tính riêng trong hai ngày là ngày mùng 2 và ngày mùng 3 Tết âm lịch thì đã có hàng ngàn người đổ xô đến các điểm di tích như là chùa Hương, chùa Quan Sứ hay là chùa Phật Tích để đi lễ bái, và kéo theo đó là không ít những hệ lụy. Ghi nhận của nhóm phóng viên S hôm nay. Khu vực sắp lễ vật tại Phủ Tây Hồ, rác thải chất thành đống, công nhân môi trường thu dọn không xuể. Xung quanh khu vực lễ, nhiều người còn tranh thủ tìm kiếm vận may đầu năm cho mình qua những trò đỏ đen. Những hình ảnh này sẽ khiến nhiều người phải suy ngẫm liệu mâm cao cỗ đầy có thực sự thành tâm hay không, khi ý thức giữ gìn chốn linh thiêng nơi đền chùa còn quá kém. Mình thấy là nó không được trong sạch. Đấy là một cái hành vi nó theo mình thấy là rất là phản cảm. Không thể chấp nhận được, nó đi ngược lại với cái tâm linh tín ngưỡng thờ cúng của dân tộc. Dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã kết thúc, thế nhưng tại một số điểm di tích như chùa Phúc Khánh, đền Bia Bà hay Phủ Tây Hồ, dòng người vẫn rất đông đúc tâm nập. Câu chuyện về lãng phí thời gian, tiền của vào những thời điểm này là không mới, nhưng lại là thực trạng đã tồn tại từ lâu, mà theo ý kiến của nhiều người, đây lại là một thói quen theo truyền thống, khó có thể thay đổi. Tư tưởng của mình đã từ truyền thống từ xa xưa, đã cổ lại rồi. Nên là nếu thay đổi tôi nghĩ là rất là khó. Nói chung là chúng ta có thể khoảng trong vòng 15 ngày đầu tiên của năm mới ta sẽ đến lên chùa. Quan điểm của em ấy thì một năm mới cũng đã sang rồi. Chúng ta cần phải quay lại ngay cái nhịp sống thường ngày. Thì chúng ta còn rất nhiều việc nữa, công việc, còn gia đình. Đó. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ đi thật là nhiều nơi, chùa nào chúng ta cũng đến, đền nào chúng ta cũng tới thì nó sẽ mất công việc chúng ta. Và những cái mà cầu mong của bản thân nó cũng sẽ không có linh nghiệm được. Văn hóa đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp truyền thống đã có từ lâu đời, cần phải được duy trì, gìn giữ. Thế nhưng phải làm sao cho đúng, cho đẹp, không quá lạm dụng, tiết kiệm thời gian, tiền của cho gia đình, xã hội. Không vì những nhận thức sai lầm mà đánh mất đi ý nghĩa thực sự của việc mong phước lành trong những ngày đầu năm. Vâng, thưa bà, chúng ta có thể khẳng định rằng đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt. Tuy nhiên với thực trạng mà chúng tôi phản ánh trong phóng sự vừa rồi, thì dường như là không có nhiều người hiểu hết ý nghĩa chính xác của phong tục này. Vậy thì bà có thể chia sẻ một vài điểm quan trọng nhất của tục đi lễ chùa đầu năm để người dân có thể nắm rõ hơn. Vâng, tôi nghĩ là việc lễ chùa đầu năm ấy, nó liên quan đến cái mùa xuân. Mùa xuân thì là một mùa khởi đầu của một năm, và người ta mong muốn và hy vọng một năm mới sẽ có nhiều những cái thuận lợi, bình an. Và ngày xưa ấy, thì các cụ quan điểm là đi cầu gì? Quốc thái và dân an.
trong một năm mà đất nước thanh bình, không có lũ lụt, không có hạn hán, không có chiến tranh, dịch bệnh, thì đấy là quốc thái. Còn dân an là trong đời sống gia đình được bình an, con cái mạnh khỏe, hạnh phúc. Thì đấy là, tôi nghĩ đấy là những cái mà ý nghĩa quan trọng nhất của cái cầu mong đầu năm. Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội thì tâm thế của người đi lễ cũng bị thay đổi ít nhiều. Vậy thì sự thay đổi, sự khác biệt so với cách mà người Việt xưa đi lễ thì được thể hiện rõ ra sao thưa bà? Vâng, tôi nghĩ là cái cầu mong ấy thì ở cái xã hội nào cũng có. Thế nhưng mà có một cái điều mà quan trọng nhất ấy mà mọi người đều hướng tới, đấy là phúc lộc thọ. Thì ngày xưa cũng như vậy, người ta đi là cầu đầu năm là cầu phúc lộc thọ trong một năm. Thế nhưng mà ngày nay thì cái phần, tôi nghĩ là cái phần lộc, rồi cái phần đấy nó át lên. Và người ta quan trọng nhiều đến cái vấn đề gọi là kinh tế. Và vì vậy nó át cái nhu cầu là về phúc lộc, phúc và thọ. Thành ra là nó làm ra cái xu hướng là xô bồ và thị trường hóa cái không khí đi lễ hội. Ở phần đầu chương trình thì chúng tôi cũng đề cập đến việc người dân đổ xô đi lễ chùa, đi lễ hội dẫn đến tình trạng quá tải hiện nay rất là phổ biến. Vậy thì thực tế đó đã phản ánh lên điều gì thưa bà? Nó phản ánh cái đời sống xã hội hiện nay. Thì tạm có thể hiểu là trước năm 45 thì xã hội Việt Nam là một cái xã hội nông nghiệp là chính. Và sau từ năm 45 và đặc biệt là hiện nay từ năm 1986 thì chúng ta chuyển sang gọi là kinh tế thị trường. Và kinh tế thị trường thì nó len lỏi vào trong đời sống và nó len lỏi vào trong cái đời sống tín ngưỡng, trong tâm thế của người dân và trong cả cái những người mà thực hành nghi lễ hay là những người mà kinh doanh. Thành ra là nó thành ra một cái xu hướng như vậy. Rõ ràng là càng có nhiều người đi lễ chùa đầu năm thì càng chứng tỏ là người Việt rất là tin tưởng vào những giá trị tốt đẹp trong phong tục truyền thống lâu đời của người Việt. Tuy nhiên thì thực tế hiện nay thưa bà, thì có lẽ việc đi lễ chùa đầu năm không đơn thuần là để cầu bình an hay cầu may mắn nữa, mà nó bị biến tướng để phục vụ cho những trào lưu như là giải hạn, như là cầu thăng quan tiến chức, thậm chí là mua bán thần thánh. Và đôi khi sự thành kính với ông bà tổ tiên, với những anh hùng dân tộc đã phải nhường chỗ cho lòng tham con người. Và phóng sự sau của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị thấy rõ hơn về điều này. Tranh lập tại lễ khai hội chùa Hương, cấp hoa tre, trầu cao tại hội gióng, tiền lẻ dày trắng mái chùa đồng Yên Tử là những hình ảnh không đẹp ngay đầu mùa lễ hội năm nay. Chữ thụ lộc, xin lộc thực tế biến thành trần trụi là cướp, giật, vơ. Có thể nói, chưa bao giờ tình trạng đi lễ chùa đầu năm lại bát nháo và quá tải như nhiều năm gần đây, mặc dù các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc. Là chúng tôi kiểm tra hai đoàn trên địa bàn các tỉnh, thành phố như là Hà Nội, Nam Định, Thái Bình và Hà Nam để xem các địa phương mà có lễ hội lớn dài ngày thì công tác chuẩn bị lễ hội như thế nào. Thế và sau Tết khi lễ hội, các lễ hội diễn ra thì chúng tôi cũng thành lập các cái đoàn để tiến hành kiểm tra cái công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đó là chưa kể, một bộ phận lớn người dân còn có những nhận thức hoàn toàn sai lầm, dẫn đến xuất hiện những hình ảnh phản cảm biến tướng khi đặt tiền tại những nơi thờ cúng, cầu mong làm ăn phát đạt mà không biết rằng khái niệm buôn thần bán thánh, vay tiền trả lễ là một trong những việc làm sai trái, thậm chí là cấm kỵ khi đến các khu vực đền chùa. Cái hàm nghĩa của việc đi lễ là sẽ là chủ yếu là cầu bình an, cầu phúc lộc. Còn cái việc mà lợi dụng cái việc mà đi lễ để mà mình trao đổi hay là mua bán hay là thậm chí kể cả những cái công việc như là đặt tiền ở trên tay các ban thờ hay là thờ Phật ấy thì quan điểm nó bị sai trái so với lại cái truyền thống đã có từ lâu của người Việt Nam. Nếu mà vay được thì chắc chắn là ai cũng vay và ai cũng trả như thế, bởi vì vay thật mà trả giả mà, cho nên nếu mà vay mà được thì ai cũng vay. Đấy, cái đấy chỉ là cái tín ngưỡng của một quan niệm của một số người thôi. Tuy đã có sự chuẩn bị từ trước từ phía các cơ quan ban ngành, nhưng có thể thấy những hình ảnh phản cảm trong mùa lễ hội năm nay vẫn còn tồn tại, được ghi nhận và phản ánh trên các trang mạng xã hội. Có thể thấy rằng việc tăng cường công tác quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng là rất cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nhận thức của mỗi người dân khi đến những nơi linh thiêng như đền chùa hay khi tham gia các lễ hội văn hóa. Cần có sự thành tâm và quan trọng hơn cả là ý thức, không để lễ hội lại là nơi xuất hiện nhiều hành vi thiếu văn hóa. Mới không hiểu là tiến sĩ Nguyễn Thị Yên cảm thấy thế nào, nhưng tôi cảm thấy có chút lo lắng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Và nếu như rơi vào cái cảnh tượng hỗn loạn đó thì không hiểu đi lễ đầu năm có còn may mắn nữa hay không. Từ thực tế đó thì nó liên quan thế nào đến câu chuyện về lòng tham của người Việt? Tôi nghĩ là cái trước tiên ấy,
thì có lẽ nó xuất phát lúc đầu nó không phải là lòng tham, nó từ cái một cái tâm lý mà đã ăn sâu vào trong cái tâm lý của người Việt ấy, là có một cái câu ấy, một miếng độc thánh bằng một gánh lục trần. Và vì vậy thì nó ăn sâu vào trong tâm lý. Thế nhưng mà đến khi mà nó sử dụng quá đi, thì người ta tâm lý nó quá thì nó lại thành quá tải và nó thành lòng tham. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà kinh tế thị trường phát triển, lúc nào trong cái tâm lý người ta cũng chỉ có cái nhu cầu thực tiễn là đi tìm cầu lộc. Và cái tâm lý ấy nó có cả ở người đi cầu và có ở cả những cái người thực hành nữa. Và có thể người ta lợi dụng, ví dụ như là người ta lợi dụng cái người mà thực hành nghi lễ, những người ông thầy cúng hay là những người ở những cái ông bà đồng chẳng hạn, là người ta thường là tuyên truyền cho những cái việc là phải như thế nọ như thế kia, hay là cái đèn này thì thiêng lắm. Thế là chính vì như vậy mà người dân thì là theo cái lòng tham là cứ thế là đến đây, có khi là không biết là cái ngôi chùa, ngôi đèn này thờ cái gì, ngôi đèn, ngôi miếu thờ cái gì, mà chỉ có biết là lòng tham. Thưa bà, bên cạnh những điểm bất cập thì chúng ta cũng cần phải thừa nhận rằng là công tác quản lý như tổ chức lễ hội hiện nay đang có những rất nhiều chuyển biến tích cực. Và phóng viên Hoàng Hà của chúng tôi đã có mặt tại lễ hội Xuân Yên Tử Quảng Ninh và lễ hội Đền Đông Quương Yên Bái, và sẽ thông tin thêm những điểm mới cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị khán giả, lễ hội Xuân Yên Tử năm nay có khá nhiều nét đổi mới, đặc biệt là tại khu vực bến đỗ xe của khu danh thắng, đã được mở rộng từ 4,6 hectare năm 2016 lên hơn 12 hectare trong năm nay. Hệ thống xe điện thì cũng đã được tăng cường tối đa lên 68 chiếc nhằm phục vụ du khách di chuyển thuận lợi từ bến đỗ xe vào đến khu vực nhà ga cáp treo. Thì công tác vệ sinh môi trường và an ninh trật tự cũng đã được tăng cường, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho du khách. Bên cạnh đó thì hàng quán dịch vụ cũng được bố trí đúng nơi quy định, niêm yết giá rõ ràng và đặc biệt là không còn tình trạng chèo kéo du khách. Ngoài ra, ban tổ chức còn cắt cử lực lượng giám sát không để xảy ra tình trạng đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch hay là bán hàng rong chèo kéo du khách, đảm bảo an ninh lịch sự nơi non thiêng Yên Tử. Hiện nay, trên các mạng xã hội có đăng tải hình ảnh treo, mổ trâu tại lễ hội Đền Đông Quương, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Theo bình luận trên các mạng xã hội thì đây là những hình ảnh phản cảm. Tuy nhiên, đây là những hình ảnh cũ từ những năm trước. Năm nay, lễ hội Đền Đông Quương chưa diễn ra. Theo ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, thì lễ hội năm nay sẽ tổ chức vào các ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Lễ hội sẽ được tổ chức theo đúng quy định của Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chỉ đạo của tỉnh Yên Bái. Vật tế lễ vẫn là trâu, nhưng không được thực hiện nghi lễ treo trâu, các nghi lễ vẫn đúng như mọi năm. Vâng, thưa bà, bạn nhận định thế nào về những đổi mới trong công tác quản lý cũng như là tổ chức lễ hội của chúng ta những năm gần đây ạ? Vâng, những năm gần đây thì theo cái quan sát của tôi ấy, thì các cái lễ hội đã dần dần đi vào ổn định. Thì tôi nghĩ là cái mà ổn định và cái mà đổi mới ấy, là chính là cái khâu tổ chức, cái sự kết hợp. Đầu tiên là giữa cái ban tổ chức và các cái thành phần liên quan. Thì tôi thấy đại đa số là các cái lễ hội thì người ta đều thành lập các cái ban mà nếu mà phối hợp với nhau một cách ăn khớp thì là cái lễ hội nó diễn ra sẽ được thuận tiện. Và thứ hai nữa là ở cái khâu quản lý và những cái quy định của từng cái ngôi đền hay là ngôi chùa hay là từng cái lễ hội một. Vậy để tổng kết cho câu chuyện ngày hôm nay thì với những nhà quản lý và chính những người dân, họ sẽ cần phải làm gì để gìn giữ những giá trị tốt đẹp có trong phong tục truyền thống lâu đời của chúng ta? Tôi nghĩ là cần phải có sự phối hợp giữa rất là nhiều thành phần trong xã hội. Thứ nhất là ở những cái đối tượng là người dân, là tôi nghĩ là cái việc mà cần phải học, cần phải hiểu biết, phải nâng cao hiểu biết về các cái phong tục tập quán rồi các cái nghi thức thì đấy là cần phải có nâng cao cái nhận thức. Cái thứ hai thì là ở nhà quản lý thì có những cái lập ra những cái quy định. Thì tôi nghĩ có thể là nó tùy theo từng ngôi đền, tùy theo từng ngôi chùa thì có thể có những cái quy định riêng. Thì tôi thấy ở Hà Nội chẳng hạn như ở Phủ Tây Hồ thì họ có đưa ra một quy định là cấm là chỉ thắp một nén hương hay là cấm không được đốt vàng mã chẳng hạn, thì nó rất là việc ấy thực hiện rất là tốt. Thì tôi nghĩ là đến cái khu ấy thì nó có thể đông, thế nhưng mà cái việc vào lễ nó cũng không đến nỗi là xô bồ lắm. Đấy là một cái tôi nghĩ là do ngay từ cái khâu tổ chức của những nhà đền. Cái thứ ba là tôi nghĩ là ở những cái đối tượng là những cái nhà nghiên cứu như chúng tôi vẫn phải cần tiếp tục nghiên cứu và phối hợp cùng với lại các cái cơ quan để có lẽ là nên phải tìm ra một cái quy định chung, hay là có nhà nước phải có một quy định chung, quy ước chung và
có những cái tuyên truyền phổ biến, có những cái cuốn sách rất là nhỏ gọn, nhẹ và đơn giản để người dân có thể cập nhật. Và xin hết. Vâng. Như vậy là chỉ khi nào ý thức của người dân được nâng cao thì chúng ta mới có thể gìn giữ được những giá trị tốt đẹp có trong phong tục đi lễ chùa đầu năm của dân tộc. Một lần nữa rất cảm ơn bà đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Xin chào. Và tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày 7 tháng 2. Học viện tiến sĩ liệu có phải món đồ trang sức? Học viện tiến sĩ có giá trị gì với cuộc sống? Tình trạng tiến sĩ giấy trong đào tạo trước đây cần được hiểu như thế nào? Trước đây cái yêu cầu của chúng ta thấp, cho nên là xã hội nhìn nhận cái giá trị của một tấm bằng tiến sĩ còn nhiều vấn đề. Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ sẽ đem lại hiệu quả gì? Thì nếu như ngày xưa người ta cạnh tranh với nhau về tiền, cạnh tranh với nhau dựa trên máy móc thiết bị, thì nhưng bây giờ người ta gọi là nền kinh tế tri thức. Quy chế mới có thực sự thay đổi về chất trong đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam? Đón xem S Tiêu Điểm liệu có ngăn chặn được tiến sĩ giấy bằng quy chế đào tạo tiến sĩ mới, phát sóng 17 giờ 55 phút ngày 7 tháng 2.